Nhạc cụ Tiến Đạt đánh thức đam mê âm nhạc. Xin chào các anh chị, hôm nay em Đức Anh sẽ giới thiệu với mọi người sản phẩm âm ly Aroma, mã của nó là AG40A. Chiếc âm ly này do nhạc cụ Tiến Đạt nhập khẩu và phân phối chính hãng. Xin chào anh chị và các bạn, hôm nay Đức Anh lại giới thiệu với anh chị một cái người anh em trong gia đình âm ly Aroma. Mã của chiếc này đó là AG40A. Âm ly này có công suất là 40W. Và cũng tương tự như những người anh em của nó thì về cơ bản thì chiếc âm ly này có thể cắm được một guitar và một mic cùng một lúc. Chi tiết hơn thì khi mà cắm mic vào đây thì các anh chị có thể chỉnh được cái tần số âm trầm, âm trung và âm cao, cái độ to của mic và có hiệu ứng reverb đi kèm. Khi mà cắm guitar vào đây thì các anh chị có thể chỉnh được cái âm trầm, âm trung và âm cao của tiếng guitar cũng như độ to của nó đi kèm đó là hiệu ứng reverb cho tiếng guitar. Bên cạnh đó thì chiếc âm ly này cũng có tích hợp bluetooth, tức là anh chị có thể bật karaoke, bật beat từ điện thoại này lên chiếc âm ly này để hát karaoke. Anh chị chán chơi guitar rồi thì có thể giải trí bằng cách là hát karaoke. Và cuối cùng là chiếc âm ly này có pin lithium ở trong nên các anh chị có thể sạc nó và mang ra ngoài không gian mở để chơi mà không cần dùng điện trực tiếp, rất là lợi. Và với công suất lên tới 40W thì như em đang thử ở đây thì em thấy là nó hoàn toàn phù hợp với những không gian mở, không gian rộng như đồng cỏ, bãi picnic, bãi biển. Anh chị có thể cắm guitar, cắm mic hoặc là hát karaoke.